vậy, trong ở đây mình phải xác định được có hai yếu tố, giống như ngày hôm qua cô giảng, khi mà mình xác định bệnh nhân liền cứng hay liền mềm, đầu tiên mình phải xác định cái gì? Đúng rồi, tức là mình phải xác định bệnh nhân này liền hay không đã, được chưa? Mình nói là liền liền mềm thì mình phải chứng minh bệnh nhân này có liền đã. Rồi cái chỗ này nè, quan trọng không? Quan trọng bởi vì nó sẽ liên quan đến câu số 3 nè. Liệt bên phải tức là vị trí tổn thương sẽ nằm ở bên, nếu như nó ở trên đoạn bánh chéo. Còn nếu mà liệt cùng bên thì cái tổn thương nó phải nằm dưới đoạn bánh chéo, được chưa? Nên ít nhất mình phải có cái vị trí liệt ở đâu đã, được chưa? Nên nãy có gì mà ghi có chữ không mà nó quan trọng đó, được chưa? Rồi như vậy xác định liệt thì tại sao mình biết bệnh nhân này liệt bên phải? Được chưa ạ? Rồi sau đó mới đến phản xạ gân cơ phải giảm, phản chân lực cơ phải giảm, được chưa ạ? Được không? Liệt mềm thì sức chân lực cơ giảm và phản xạ gân cơ giảm hoặc là mất. Như vậy con này ghi đầy đủ sẽ làm bánh nhất là liệt, thứ hai là liệt mềm vì như thế này nè, được chưa ạ? Đồng ý không? Đồng ý nha. Rồi cái câu số 2, câu số 2 câu dễ nhất mà hầu như không ai sửa hết bởi vì nó quá rõ ràng rồi. Thứ nhất là bỏ thái bỏ vỏ gai bởi vì bệnh nhân này có không có vận động, mất vận động bằng chứng đó là bệnh nhân liền 3/5. Rồi có tổn thương vỏ gai được thì trước bởi vì sờ nông, mất cảm giác sờ nông bên phải, đúng rồi, được chưa ạ? Mất nha. Như vậy câu số này rất là ok. Câu số 3 có là câu để mà đáng cho bàn luận không? Câu số 3 mọi người đồng ý hết với đáp án trên bảng của mình không? Mình sẽ sửa từ người cuối cùng cho đến người trên. Bệnh nhân tổn thương thần kinh trung ương, thứ nhất có độ co quẩy tăng, độ co duỗi tăng, độ chắc nhão giảm. Này phải không? Không. Cái vị trí tổn thương mình xác định đó là nó nằm ở cái vị trí nào, tại vì ghi trung ương như vậy á, nó cũng sẽ rơi vào hai trường hợp thôi, não hoặc là tủy, tủy sống. Mà thật ra liệt nửa người phải á thì nó chỉ rơi vào hai trường hợp này thôi. Nhưng mà mình ghi như vậy là mình cũng không biết được nằm đâu hết, được không? Rồi như vậy đây mình có cái này dưới như này, trên bàn còn đâu trái. Vị trí tổn thương của bệnh nhân có thể trên đoạn bắp chéo, hành não hoặc là mép trắng trước. Tại sao bạn Yến thêm cái chữ mép trắng trước? Bởi vì bệnh nhân là tổn thương hai mối dẫn truyền, cho nên bạn nghĩ rằng phải trên cái vị trí mép trắng bắt chéo ở mép trắng trước và trên ở cái độ đoạn hành não. Như vậy thật ra cái này là mình xác định là nó sẽ nằm ở đâu thôi, nó sẽ nằm ở đâu thôi, chứ mình cũng không xác định được vị trí tổn thương thực sự. Tại vì nếu như mép trắng trước là ở tủy sống, còn hành não là ở một não phía trên, tức là một đoạn rất là lớn, một đoạn rất lớn, thì mình không đoạn mình rải hết cái vị trí nằm nguyên một cái dọc như vậy. Như vậy mình đạt thứ nhất, mình xác định là bó này đúng không, mình xác định được bó này đúng không, và mình đừng quên liệt 1/5, xin lỗi, liệt 1/5 đồng đều ở tay và chân, có nghĩa là bệnh nhân liệt nặng không? Nặng. Tay và chân giống nhau đúng không? Nặng. Như vậy các sợi nó phải nằm sát nhau đúng không? Và vị trí nằm sát nhau nằm ở đâu? Chính xác. Bao chân có gần đồ thị không? Bao chân có gần đồ thị không? Nãy có một bạn là ghi nè. Cũng gần. Hợp lý không? Cán cầu não trái chính xác luôn nè. Con này có vẻ như là ít nhất là đúng được một nửa. Bao chân gần đồ thị nha. Bao chân gần đồ thị. Thì bên phải.
khuyến khích cho đại ca đổi điểm. Ngoài có muốn đổi là đổi điểm không? Hay cho người ta cho điểm đi cô. Cái chỗ này ha là đúng hết rồi. 1,5. Rồi chỗ này, chỗ này 0,5 nha. Tại vì ra nó rất là lớn, cái đoạn rất là lớn và nó dễ sai số. Chỗ này. Anh đang anh mấy điểm nhỉ? Không nhớ nữa cô. Để cô coi nha. Cho 10 cộng đi cô. 10 cộng thì không biết cộng chỗ nào luôn á, tại vì một tiết ăn cũng 10 rồi. Rồi, cái này để so lại nha. Giữ nguyên á. Mặc dù nó đúng nha. Cái chỗ này con chưa chấm điểm được. Tại vì mình không có độ con vậy. Mình có độ gì mọi người? B7. À độ B7. Được chưa? Còn cái này là phần chuyên lực thôi, thì nó chưa nó nói lên được là cụ thể tổn thương ở đâu, mình chỉ xác định được điểm B hay là điểm cứng thôi. Rồi. Như vậy sơ thắng đúng không ạ? Dạ. Tại cái câu nó dễ đó, nên là ai mà làm trước bàn câu đó là ok luôn. Đừng mình đếm chứ không phải là cộng 1 điểm. Mình cộng điểm chứ không phải là được 1 điểm. Chứ không là Hoài Thị Y Thúy hả? Hoài Thị Y Thúy. Bảy điểm rồi, cô cộng cho mấy vậy? Nửa điểm nha cô. Nửa điểm là 7,5 nha. Sao em rồi 8 cô? Không, điểm của mình là gì người dấu phẩy không có tròn lên nữa. Cơ thắng nào ở lớp nào đây? Không năm thằng ba được. Dạ. Cái gì cô? Chứ là tớ phải sang cơ. Hôm qua là gì rõ chưa? Đúng rồi, người ta gõ cái cơ